Chào các bạn, trong video này mình sẽ nói về cái cách sàng bo sàng linh kiện trong một cái manbo bất kỳ. Mình sẽ demo bằng một cái bo nguồn led driver. Thì các bạn có thể áp dụng rất nhiều trong trường hợp như cái bo sạc điện thoại nè, hoặc là những cái manbo điện thoại á. Cái trường hợp này gặp rất nhiều nha. Có nghĩa là một cái bo này á, mình giả sử đi một cái bo A đi. Bo A của mình á là nó bị lỗi nha. Mình ví dụ là như nó bị vô nước nè, bị oxy hóa ra ten, là mấy cái chân linh kiện này á nó bong chóc, rồi cái đường mạch nó sẽ bị đứt, bị oxy hóa. Trường hợp mà các bạn bị rơi vỡ cong bo hoặc là bị đứt mạch in á, thì những trường hợp này các bạn bắt buộc phải sàng lại cái bo khác để cho cái bo mạch của mình á nó hoạt động được ổn định nha. Đây những cái bo điện thoại di động bình thường á, hoặc là mấy cái bo, nhất là các bạn nhìn thấy mấy thợ điện tử á, nó sàng mấy cái bo iPhone, nó sàng nguyên cặp qua, sàng linh kiện qua. Nhất là nó hồi xưa nó sẽ mua những cái bo trắng có nghĩa là bo không có linh kiện, rồi nó lấy cái từ cái bo mà bo bị hư á, hư ví dụ như bị oxy hóa ra ten nè, nó đứt cái socket, đứt cái đường trên mạch ra in á, nó sẽ sàng hết qua linh kiện từ cái bo A này qua bo B. Là bo B là bo trắng, là không có linh kiện bên trong nha. Hoặc những cái bo mà vẫn còn linh kiện nhưng mà nó bị chết, như ví dụ mình giả sử đi những cái bo điện thoại di động á, nó chết CPU lát á, thì nó sàng nguyên cái linh kiện này qua. À, nó chết những cái con này nè, CPU lát á, thì nó sẽ lấy linh kiện từ cái bo A, bo tốt, nó sàng qua cái bo B ha. Cái khái niệm á mà sàng bo, nhiều người ta hay nói là thay bo ha. Thay bo là cái cách đó mà người ta không có sàng linh kiện. Chủ yếu là ở đây mình nói về cái cách sàng linh kiện nha. Sàng linh kiện là sàng từ cái bo bị lỗi á, sàng cái bo tốt, bo trắng. Bo trắng là bo, những bo là không có linh kiện. Thì đối với cái mạch nguồn led driver á, cái linh kiện nó ít và nó đơn giản, thì các bạn muốn sàng có thể các bạn sàng tùy ý được. Còn đối với những cái bo mạch mà như bo điện thoại di động á, linh kiện nó nhiều quá. Có một cái nguyên tắc là tháo cái linh kiện lớn trước, như IC ra trước á, rồi sau đó các bạn sàng tụ chở diốt qua. Và những cái con IC này á, khi mình lấy ra rồi á, mình sẽ đóng bo cuối cùng nha. Nhưng cũng bo mạch như thế này á, thì cái việc trước tiên á, các bạn muốn sàng cái bo này ra là các bạn phải tháo những cái con, lấy cái con mấy con IC lớn này ra trước nè. Rồi sau đó các bạn mới sàng tụ chở qua. Cuối cùng á là các bạn mới đóng lại những cái con IC này vô vị trí đó. Tại vì khi mà các bạn dùng khò, các bạn khò lên á, nó mấy con này nó sẽ tác động nhiệt ha, nó cũng dễ bị chết khi mà nhiệt độ nó cao. Trong trường hợp mà các bạn không tháo những cái con IC này ra trước á, thì các bạn cứ khò lấy cái vô tình á, các bạn làm tăng cái nhiệt độ này, con IC này nó chết. Tại vì khi mà các bạn tháo ra là các bạn chỉ tác động một lần nhiệt thôi, rồi mà các bạn để cho nó nguội rồi các bạn mới thao tác lấy những cái con tụ chở ấy, hoặc là IC nhỏ nhỏ này nè, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến những cái con IC lớn. Còn về sau á, khi mà các bạn đã sàng qua cái bo tốt rồi, cái bo cái như là bo trắng á, nó không bị hư hỏng gì trên cái bo mạch của mình á, đường mạch á nó ok hết, hoặc là nó không bị cong vênh hoặc là oxy hóa ra ten. Ở đây là mình chỉ cho các bạn cái mẹo của mình thôi, còn các bạn nào á có cái phương pháp nào tốt á, thì các bạn có thể áp dụng nha. Tại vì lúc đầu á mình chỉ tháo mấy linh kiện ra rồi mình để ra ngoài, sau đó cuối cùng mình mới đóng vô cái bo tốt,
nó chỉ chịu hai lần tác động nhiệt thôi. Nếu mà các bạn để nguyên vị trí này trên bo mạch đó, thì các bạn khi mà các bạn cứ đóng ra, cứ tác động nhiệt liên tục cho nó, nhiều khi linh kiện này nó chết nha. Nên để hạn chế chết thì các bạn nên tháo những cái con IC này ra trước, rồi sau đó mấy cái tụ chở nhỏ nhỏ bên đây trên đây nè, các bạn lấy sàn qua bên bo khác ha. Rồi ở đây mình sẽ demo cho các bạn thấy, mình sẽ làm trực tiếp trên một cái bo nguồn led driver. Đây là một cái bo A nha các bạn. Cái bo A này á, nó bị oxy hóa ra ten hoặc là nó bị đứt mạch in á, đứt đường mạch, các bạn không muốn câu dây đồng á. Rồi, mình muốn sàn linh kiện, tất cả linh kiện này sang một cái bo khác, bo B. Cái bo B này á, là hoàn toàn là giống cái bo A luôn nha. Nói về kích thước của đường mạch in rồi cái vị trí đặt linh kiện á. Đây mình gọi bo B. Mà mình sàn từ cái linh kiện từ cái bo A sang bo B. Cái bo B của mình á là bo trắng nha các bạn. Bo trắng là bo cái bo không có linh kiện gì hết á. Nè. Thì đây mình sẽ lấy cái linh sàn cái linh kiện từ cái bo A này sang bo B. Sàn hết luôn nha. Đó, mình sẽ demo cho các bạn thấy. Tại vì cái bo này á, nó có linh kiện rất là ít với khá nhỏ, nên các bạn có thể sàn tùy ý qua. Chứ còn những cái bo IC mà bị đổ keo hoặc là IC chân bụng như này á, các bạn khi các bạn khò, các bạn xung quanh á, các bạn khò ở đây nè, các bạn không che chắn lại thì nó bị xì bên trong cái IC nha. Thì những cái đối với những cái bo mạch điện thoại di động như thế này á, mà nếu mà bị đổ keo vậy á, thì các bạn ấy lấy những cái con IC này ra trước, sau đó các bạn cũng sàn tụ, sàn chở hoặc là sàn dốt qua. Rồi trong trường hợp này á, cái cụm dây của mình là cái linh kiện to nhất, nó sẽ vướng víu, thì mình sẽ lấy cái cụm dây này ra trước. À, theo quy tắc nè, các bạn nên lấy linh kiện lớn nè, nó bị vướng ra trước nha. Rồi sau đó các bạn hàng vô cuối cùng, sau khi các bạn sàn tụ chở diốt qua, cụm dây qua. Thì lúc trước đầu tiên á, mình sẽ lấy cái cuộn dây này ra trước. Thì nói chung đây là cái cách của mình thôi. Còn các bạn nào có phương pháp nào khác á, thì các bạn có thể tùy ý các bạn làm ha. Đây mình sẽ lấy cuộn dây này ra trước nha, từ cái bo A. Ở đây á, để mình lấy cho nhanh á, mình sẽ dùng một cái máy khò và cái máy mỏ hàng ha. Sau đây mình sẽ tiến hành mình bật cái máy khò lên. Rồi tiếp theo mình lấy cái cuộn dây ra trước. Các bạn có thể cho một ít nhựa thông hoặc mỡ hàng ở dưới chân á, cho dễ lấy nha. Tại vì cuộn dây của mình nó vướng víu nhất và linh kiện to nhất, mình tháo ra để mình tí mình sàn cái linh kiện tụ chở gì qua cho nó dễ. Bạn nhớ đảo tay nha, đảo cho chì nó lỏng ra là ok. Đây mình lấy được cái cuộn dây của nó rồi. Rồi cái bo mạch của mình giờ nó trống trơn nha các bạn, nó dễ cho mình để mình cho mình thao tác. Khi mình lấy cái cuộn dây ra rồi á, thì mình sẽ đóng cái cuộn dây vô lại cuối cùng, các bạn lưu ý cho mình nha. Còn đây là cái bo B của mình nè, mình bắt đầu mình tiến hành mình sàn linh kiện qua, sàn mấy con tụ chở nè, IC cũng qua được luôn, tại vì những IC này dễ làm á. Chứ còn đối với những IC lớn như vậy á,
IC chân bụng á, thì các bạn lưu ý cho mình, các bạn nên tháo ra trước. Còn đối với bon nguồn led driver này á, thì IC nó dễ đóng và dễ tháo. Thì mình thao tác mình sàn hết qua luôn nha. Ở đây mình dùng một cái miếng lót cho nó không bị cháy. Rồi đây các bạn lưu ý cho mình mấy cái linh kiện á, các bạn sàn ra đúng vị trí nha. Các bạn sàn để song song hai cái bo này lên, các bạn sàn qua như vị trí của con chở này nè. Con chở này các bạn sàn qua rồi, có IC này các bạn sàn qua hết tất cả những vị trí này. Các bạn có thể dùng một ít mỡ hàng hoặc nhựa thông á, các bạn làm cho nó dễ. Các bạn chấm vô những cái chân chì trên bo á. Sàn lần lượt qua luôn nha các bạn. Trong quá trình làm á, các bạn nhớ khò, các bạn đảo tay liên tục, điều chỉnh nhiệt và gió cho nó phù hợp nha. Các bạn điều chỉnh với nhiệt gió lớn quá thì nó sẽ bị cháy bo và là nó đồng thời nó phù bo. Cái bo này nó dễ thì mình nó sàn hết qua được luôn. Nói chung sàn bo này rất nhanh nha. Cái bo này bo dễ, nó dễ làm. Đặc biệt là bạn mà muốn chế tạo những cái bo nguồn led driver này á, thì mình làm cách này tương tự nha. Rồi, sau khi mình sàn bo các bạn thấy không, các bạn nhớ cho mình một ít mỡ hàng nha. Trường hợp mà các bạn khò mà nó lệch chân, các bạn đá chân một cái cho nó thẳng lại cái chân IC cho hai chân linh kiện nha. Nào mình đã lấy từ cái bo A là bo của mình nè. Rồi mình sàn qua một cái bo B. Rồi trong mặt mình nó chỉ còn là hang tụ tí nữa mình dùng cái mỏ hàng mình tháo ra thôi. Rồi các bạn thì thấy không, từng vị trí á, mình ví dụ vị trí cái con chỏ này mình đặt cái đúng vị trí. Thì đây á, là cái cách để mà các bạn sàn bo, sàn linh kiện qua. Hoặc là những bạn nào mà muốn chế tạo những cái bo nguồn led driver này á, ví dụ các bạn làm một cái bo nguồn led driver này, các bạn đặt hàng vẽ hoặc in bên Nhật Tảo á, thì nó sẽ đưa cho bạn, chế tạo cho bạn một cái bo y hệt như cái bo đầu tiên, như bo A đi. Rồi các bạn có thể mua linh kiện á, và các bạn gắn vô nha. Như các bạn vừa vào một cái bo mẫu, như trường hợp cái bo A này. Rồi ở đây mình chỉ còn hai con tụ thôi. Mình dùng cái mỏ hàng mình tháo ra. Là cái đường, các bạn nhìn quan sát cho mình đó, cái đường đường dương á, chân dương của hai tụ ấy nối chung với nhau á. Nè. Tụ này á, đây là cái chân dương của nó nha. Nối với chân dương của cái tụ nhỏ. Thì mình sẽ tháo hai tụ ra rồi. Đường này là đường chân dương á. Cộng nè. Và mình dùng cái mỏ hàng mình tháo ra luôn. Nói chung cái này sàn bo á, các bạn nào sàn quen tay á là sàn rất nhanh nha. Còn bạn nào các bạn mới thực tập á thì sàn hơi lâu một tí.
nói chung làm gì cũng quen tay á, làm nó nhanh thôi. Rồi để cho nhanh đó, mình đã sàn hai cái tụ qua rồi. Đây hai cái tụ của nó à, bo này bo B, bo này bo A. Các bạn đã sàn hết lên kiện từ cái bộ A qua bộ B rồi nha. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ lấy cái cuộn dây mình đóng lại là xong. Cuộn dây á, nó không cần phân biệt sơ cấp thứ cấp gì, giống như biến áp các bạn, cái đóng đó để đúng chiều các bạn đóng vô ha. Các bạn cho mình ít mở hàng ha. Rồi các bạn dùng khò các bạn đóng vô là xong. Các bạn để đúng vị trí cái chân chì của nó. Rồi các bạn khò một xíu là tự động á, cái cuộn dây của mình á nó rớt xuống liền. Rồi như vậy đã xong nha các bạn. Các bạn có thể đá chân một xíu, ấn xuống một xíu cho nó dính chì chân chì ra là được rồi. Rồi mình để nguội tí nha. Sau đó các bạn lấy cái bo mạch ra, các bạn kiểm tra coi từng vị trí nó có như bị lật chân hay bị hở chân không. Rồi thì các bạn chỉnh sửa lại một xíu nha. Đây là cái bo B của mình. Đây, đối với những trường hợp mà nó bị hở chân như thế này nè, các bạn lấy cái chì các bạn chấm vô một xíu là ra ok. Chỉnh sửa lại một xíu nha các bạn. Lấy dây chì á, xì lại một xíu. Rồi như vậy xong rồi nha các bạn. Rồi mình kiểm tra sơ bộ. Rồi, từng chân chì nè, hàng phải dính ha. Linh kiện nó không bị lệ xô lệch, đầy đủ luôn. Đây là cái bo B của mình nha. Mình đã sàn từ linh kiện của bo A sang bo B thành công rồi nha. Cuối cùng á, mình chỉ cần dùng xăng rửa bo á, mình vệ sinh lại cho nó sạch sẽ là xong. Đây mình dùng một cái bàn chải với một ít xăng rửa bo nha các bạn. Chà vệ sinh sạch sẽ lại. Như vậy là xong nha các bạn. Các bạn để cho bo khô là ổn rồi. Mình vệ sinh hết mấy cái nhựa thông hay là cái phần mở hàng thừa. Rồi các bạn quan sát nè. Như vậy là cái quá trình mà mình thao tác sàn linh kiện từ cái một cái bo
bị lỗi, như nó bị vô nước nè, oxy hóa nè, hoặc là bo bị cong, bị gãy, bị đứt mạch in á, thì mình đã sàn qua một cái bo trắng. Bo trắng nghĩa là bo không linh kiện á, là đã thành công nha. Đây, đây là một cái bo nguồn led driver, các bạn có thể áp dụng trong những cái bo mạch điện thoại di động nè. Rồi mình làm video này nên kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.